Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 10 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin là tin bão khẩn cấp, cơn bão số 5. Thưa quý vị và các bạn, trưa nay ngày 18 tháng 10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Quảng Trị, Quảng Nam đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5. Chiều tối nay, vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía nam của đảo Hải Nam, Trung Quốc. Trong những giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển theo hướng Bắc-Tây Bắc với vận tốc khoảng 10 km h Đến 13 giờ ngày mai, tức là ngày 19 tháng 10, vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía đông của vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Sau đó nó sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/h và có khả năng mạnh thêm và chuyển hướng nam tây nam trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam và khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Toàn bộ tàu thuyền, khu neo đậu, nuôi trồng thủy sản, đê kè biển trên khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Về tình thời tiết của tỉnh Quảng Ninh như sau, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, hầu khắp các khu vực trời đều phổ biến là nhiều mây, cần sáng và ngày mai có lúc có mưa. Trên đất liền, ở cả ba khu vực, miền Đông, miền Tây và cả thành phố Hạ Long, từ trưa chiều ngày mai đều có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, cấp 6, giật cấp 7. Nhiệt độ thấp nhất là 25, 26 độ và cao nhất chỉ khoảng 28 độ, trời dịu mát cả ngày và đêm. Còn đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết cũng cơ bản là nhiều mây, gần sáng và ngày mai có lúc có mưa, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 26 cho đến 28 độ. Trên biển có gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Từ trưa chiều, chiều ngày mai, mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng cấp 5, cấp 6, tầm nhìn xa từ 4 cho đến 10 km. Vừa rồi là phần dự báo thời tiết trong tỉnh. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, đêm nay và ngày mai, khu vực Đông Bắc và ven biển Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, mưa to và rông. Trên toàn miền Bắc, ban đêm trời xe lạnh, thậm chí là rét nhẹ ở vùng núi cao. Ban ngày nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến giao động trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ tại vùng Trung Du, miền núi. Riêng vùng đồng bằng và ven biển, nhiệt độ sẽ giao động ở mức là từ 27 cho đến 30 độ. Lui xuống các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung, từ ngày mai mưa sẽ giảm dần về cả diện và lượng. Tuy nhiên thì do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua nên người dân cần cảnh giác với nguy cơ xảy ra sạt lở đất, đặc biệt ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi và cả Con Tum. Ngày mai các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung vẫn có những khoảng nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến là từ 29 cho đến 32 độ. Ở các tỉnh thành thuộc khu vực phía Nam, mưa cũng giảm dần, tuy nhiên thì cục bộ có thể xảy ra mưa rông mạnh, tiềm ẩn nguy cơ về lốc sét và cả gió giật. Ngày mai do trời vẫn có nắng nên mức nhiệt cao nhất trưa chiều ở khu vực Tây Nguyên sẽ phổ biến là từ 28 cho đến 31 độ và giao động trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ với các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ.